giờ này khoảng cũng 9 giờ cho nên là không khí mua bán ở chợ nó hơi vắng khách nha cả nhà. Rồi mua con mua đi. Oh, quá đẹp rồi. Ba nha. Tới đây đi con. Đi với mẹ kìa. Trong luôn nha. Dơ không? Thôi bên kia vậy trong luôn. Từ từ đó con.
Ồ, cá chốt luôn kìa. Ngon quá, thấy ngon này, chốt luôn. Ai đẳng gửi về nha con. Dạ con. Chị đẹp nha, cả nhà có đi chợ Cô Tô nhớ ghé ủng hộ cho bà chị này nha. À, chúc chị mua may bán đắt nha chị. Cả nhà mình có đi chợ Cô Tô thì nhớ ghé ủng hộ cho bà cô này nghe, bà bán bánh mì, bà tê, cơm chay luôn nha, bún cơm chay luôn. Rồi chúc cô chú mua may bán đắt nha. Rồi, chào cô chú. Cô cao quá hay rồi nè.